Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung được bật trong chương trình hôm nay. Đại biểu Sùng A Lệnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham luận tại tổ đối với dự thảo luật phòng không nhân dân. Tổng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho nhiều lao động có thêm việc làm thông qua hình thức xuất khẩu lao động, giúp cho nhiều gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong phần tin trong nước và quốc tế, Bình Dương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Amazon bị phạt do vi phạm luật lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 19 tháng 6, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục với phiên thảo luận ở tổ một số dự án luật. Đại biểu Sùng A Lệnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có tham luận đối với dự thảo luật phòng không nhân dân. Tham gia xây dựng khoản 2 điều 9 về cơ quan chỉ đạo phòng không nhân dân, đại biểu Sùng A Lệnh đề nghị bổ sung điểm E với nội dung là xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí hoạt động hàng năm cho nhiệm vụ hoạt động phòng không nhân dân từ nguồn ngân sách nhà nước theo cấp thẩm quyền quy định, để phù hợp với khoản 2 điều 41 của dự thảo luật này. Điều 29 về đăng ký khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, điểm C khoản 2 dự thảo luật quy định, người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có kiến thức về hàng không. Đại biểu Sùng A Lệnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, đánh giá kỹ việc quy định tiêu chí có kiến thức về hàng không. Lý do là rất khó áp dụng trong thực tế. Hiện đa phần người khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện tàu bay siêu nhẹ chưa có kiến thức về hàng không. Nội hàm của khái niệm kiến thức về hàng không cũng đang thiếu rõ ràng cụ thể. Ngoài ra, đại biểu Sùng A Lệnh cũng đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung khác trong dự thảo luật phòng không nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, Lào Cai đã thu hút thêm 5 dự án đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp Tàng Lỏng và khu công nghiệp Đông Phố Mới với tổng vốn đăng ký 645 tỷ đồng. Với định hướng xúc tiến thu hút các dự án chế biến sâu và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã đề xuất danh mục các dự án thu hút vào khu công nghiệp, trọng tâm là chế biến sâu sản phẩm đã sản xuất trong khu công nghiệp, xử lý chất thải, sử dụng công nghệ cao, tiêu hao điện năng thấp, ít thâm dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Lào Cai dự kiến thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng các khu công nghiệp đang quy hoạch như khu công nghiệp Võ Lao và khu công nghiệp Cốc Mì Trịnh Tường, xử lý chất thải quýt tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, chế biến sâu các sản phẩm đã sản xuất như phốt pho vàng, đồng, phôi thép. Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với Lào Cai. Du lịch bằng đường sắt đến với Lào Cai không chỉ tiện lợi, an toàn mà còn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, đặc biệt là với khách quốc tế. Năm 2023, trạm vận tải đường sắt Lào Cai đã đón tiếp và phục vụ gần 213.000 lượt hành khách. Riêng quý 1 năm nay đón trên 58.700 lượt, tăng 81% so với cùng kỳ. Hiện tuyến Hà Nội-Lào Cai đã ký kết với 10 công ty du lịch và khách sạn, cung cấp 28 toa xe khách có nội thất theo yêu cầu. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng đang khai thác một đôi tàu khách SB3, SB4 trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, chủ yếu là các công ty du lịch thuê nguyên toa. Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng với độ giòn, ngon và hương vị đặc trưng, mận Tam Hoa được coi là đặc sản của vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà. Bởi vậy mà đã nhiều năm, giá loại quả này có thể lên đến cả 100.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn đắt hàng. Tuy nhiên, gần đây mận Tam Hoa Bắc Hà đang đứng trước nhiều thách thức, không chỉ bởi diện tích sụt giảm mà giá cũng rất rẻ, khiến cho người trồng mận gặp nhiều khó khăn. Gần khu vực chợ trung tâm Bắc Hà những ngày cuối tháng 5, mận Tam Hoa vừa mới hái, giá chỉ từ 2.500 đến 3.000 đồng 1 kg, rẻ chưa từng có. Cái này có đến hơn không? Cái rượu này mấy cân? Mày giả lại chị 25.000. 2.500 một cân. Mua 3.000 với bán 4.000 này bán này. Vì sao giá mận rẻ như vậy?
Tìm hiểu tại các vườn mận có một thực tế là số lượng cây cho quả nhỏ, không đều, hay còn gọi là mận xô, chiếm phần lớn. Như tại vườn mận của gia đình anh Lương Quý Đăng, thôn Na Kim, xã Tà Trải. Với cách chăm bón truyền thống, năm nay gia đình thu khoảng 6 tạ, nhưng mận xô chiếm 80-90%, nên giá bán thấp là điều dễ hiểu. Mận nhà em thì mận xô, mận nhỏ thì rơi vào khoảng 80-90%, còn mận tròn thì rơi vào khoảng 8%, thì đấy. Còn mận siêu to thì chỉ rơi vào khoảng 2-5% thôi. Thì đẹp mã thì là tầm 20-50 nghìn tùy loại. Vậy nhưng cách đó không xa, vườn mận của gia đình anh Thèn Văn Tuấn, thôn Na Áng A, xã Na Hối vẫn bán được giá cao. Mận loại A giá dao động từ 30-50 nghìn đồng một kg. Điều đáng nói là số lượng quả loại A chiếm tới 70%. Theo anh Tuấn, đây là kết quả của việc tuân thủ quy trình chăm sóc, đốn tỉa, tạo tán. Thực hiện đốn tỉa, tạo tán thì cũng như chăm sóc, phân bón cũng theo quy trình. Thì giờ hiện tại cây ăn quả nhà tôi thì máu má cũng đẹp, quả rất là đẹp, đều. Anh Thèn Văn Tuấn là một trong 4 hộ gia đình tham gia mô hình hỗ trợ người dân đốn tỉa, chăm sóc mận theo quy trình tại hai xã Na Hối và Tà Trải do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai từ năm 2022. Ứng dụng trên 165 cây mận tam hoa cho kết quả sau thu hoạch tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, số hộ trồng mận tham gia chưa nhiều. Việc đầu tư để mua phân bón, đầu tư chăm sóc cây cũng rất là hạn chế nên cái việc mà chất lượng quả cũng kém. Một số hộ là vẫn còn thứ nhất trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Bắc Hà hiện có 350 ha mận tam hoa. Con số này sẽ tiếp tục giảm, một phần do quy hoạch đô thị, một phần do chất lượng quả suy giảm. Bởi vậy, việc ứng dụng kỹ thuật mới vào trồng, chăm sóc rất cần được đơn vị chuyên môn quan tâm để vùng mận tam hoa vốn làm nên thương hiệu của vùng đất cao nguyên Bắc Hà không bị rơi vào quên lãng. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thị trường ô tô vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi sức mua còn chậm. Thời điểm hiện tại, khách hàng chủ yếu tham khảo mẫu mã, giá cả, chờ đợi quyết định của nhà nước về hỗ trợ thuế trước bạ. Trong lúc chờ tín hiệu mới của thị trường, thì các đại lý ô tô trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng tung ra nhiều ưu đãi với hy vọng tạo được cú hích tăng doanh số. Nhiều mẫu xe nhập khẩu liên tục tung ra những chương trình ưu đãi lớn, giảm giá sâu, đã giúp tăng doanh số và vượt lên. Không để khách hàng phải chờ đợi giảm 50% giá phí trước bạ như các hãng xe sản xuất trong nước, hãng xe nhập khẩu từ Đức Volkswagen tặng 100% phí trước bạ các chương trình ưu đãi cho khách hàng được hưởng ưu đãi kép. Cùng với đó, Hyundai điều chỉnh giảm giá bán lẻ với mức giảm từ 50-100 triệu đồng cho Santa Fe, giảm 40 triệu đồng với Venue. Các hãng Custom và Elantra được giảm từ 20-30 triệu đồng. Thị trường ô tô dự báo sẽ sôi động hơn vào nửa cuối năm 2024 nếu ô tô sản xuất trong nước tiếp tục được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tăng cạnh tranh với xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đầu năm đến nay, các hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã khai thác được 3.500 mét khối gỗ các loại, giá trị trên 5,5 tỷ đồng. Bảo Thắng hiện có hơn 30.000 ha rừng sản xuất, trong đó có 25.000 ha rừng trồng, đa phần là mỡ, quế. Từ phát triển kinh tế rừng đã tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, giúp nhiều hộ có cuộc sống khấm khá hơn. Để nâng cao giá trị kinh tế rừng, huyện Bảo Thắng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch vùng sản xuất, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất đồi cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây lâm nghiệp, phát triển giống cây chất lượng cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất hữu cơ, chế biến sâu, phấn đấu nâng giá trị sản xuất lâm nghiệp lên 40 triệu đồng một hecta vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, với đồng bào vùng cao, tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định bằng con đường xuất khẩu lao động giờ không còn là ước mơ xa vời. Chỉ cần có sức khỏe và khát vọng thoát nghèo, với sự trợ lực từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm nơi xứ người, nhất là với những thanh niên. Cuối tháng 6 này,
Anh Bình cùng một số thanh niên ở xã Lùng Vai sẽ sang Đài Loan làm công nhân xây dựng theo diện xuất khẩu lao động. Háo hức chờ ngày lên đường bởi công việc này vốn gắn bó với anh hàng chục năm nay tại địa phương. Toàn bộ chi phí cho chuyến đi 100 triệu đồng đều từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. 3 năm làm việc với mức lương từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, viễn cảnh về một cuộc sống tốt hơn đang chờ đón chàng trai này. Ở nhà thì thu nhập thì nó cũng bấp bênh và không ổn định. Và sau khi tôi cũng được nghe tuyên truyền, ngân hàng chính sách cũng hỗ trợ cho vay vốn đi xuất khẩu, tôi cũng lựa chọn đi xuất khẩu lao động về cho sau này gia đình nó ổn định hơn. Anh em có người đi cũng tuyên truyền rồi làm vào cũng ổn định và cũng khá. Giờ đây xuất khẩu lao động đã trở thành con đường thoát nghèo được nhiều thanh niên vùng cao Mường Khương lựa chọn. Từ đầu năm đến nay, ở địa phương này đã có gần 30 người đi xuất khẩu lao động và con số này sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người đang hoàn thiện thủ tục để xuất cảnh. Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay này. Hỗ trợ những điều kiện thuận lợi nhất để mà giúp cho người dân tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay xuất khẩu lao động để mà đi sang lao động ở nước ngoài và có thêm những thu nhập ổn định. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai đã ký kết với một số doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Những cái bắt tay hợp tác như thế này sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn trong việc lựa chọn kênh tuyển dụng có uy tín. Giai đoạn đầu, bắt đầu để tiếp cận, để tư vấn rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà tiếp cận rồi và họ đã trải nghiệm cái dịch vụ và sang nước ngoài làm việc rồi, có thu nhập rồi thì họ tự lan tỏa. Những đồng ngoại tệ từ lao động xuất khẩu đã được gửi về giúp nhiều gia đình vùng cao dần ổn định cuộc sống. Từ đó người dân vùng cao đang dần thay đổi tư duy, mạnh dạn đi ra khỏi bản làng để tìm con đường thoát nghèo. Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 58/2024 NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2024, quy định về hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn. Theo đó, chủ rừng là hộ gia đình cá nhân được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại như sau. Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước, tính trên số vốn vay dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng đầu tư với ngân hàng thương mại tối đa 12 năm. Số vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 70% tổng vốn vay tại ngân hàng thương mại. Điều kiện được hỗ trợ: có đất trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định theo quy định của pháp luật về đất đai, không có tranh chấp. Chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ từ các chính sách khác. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục chương trình, Tổng công ty Đường sắt thí điểm bán vé tự động xếp chỗ. Hiệp hội Vận tải Quốc tế kêu gọi bảo vệ tàu trên biển đỏ. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thí điểm bán vé tự động xếp chỗ cho hành khách mua vé tàu HP1, HP2 tuyến Hà Nội, Hải Phòng và tàu SPT1, SPT2 tuyến Sài Gòn, Phan Thiết. Theo đó, khi hành khách nhập các thông tin như ga đi, ga đến, ngày đi tàu, trên màn hình sẽ hiển thị các mác tàu có áp dụng giải pháp tự động xếp chỗ, thì toa xe có màu sắc khác biệt đối với toa khác trên đoàn tàu. Phương thức này sẽ áp dụng cho ghế ngồi mềm điều hòa. Về phía hành khách nhập các thông tin khi mua vé, thông tin xuất hóa đơn nếu có, và thanh toán vé tàu, trong trường hợp hành khách muốn thay đổi số lượng người đi tàu, lựa chọn nút bấm xóa tất cả các vé, thì hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ vé trong giỏ vé và chọn lại số lượng tại ô số lượng khách. Hệ thống bán vé sẽ tự động chọn chỗ cho hành khách tùy theo số lượng người đi tàu. Hiện cả nước có trên 30 tỉnh, thành phố triển khai dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông và dạy cho cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.
nhiều địa phương ban hành đề án và kế hoạch thực hiện các chính sách nhằm bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, tiêu biểu như tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Bình Thuận. Năm học 2022-2023, cả nước có 535 trường dạy tiếng dân tộc thiểu số với 4.176 lớp học và gần 117.700 học sinh. Trong 7 tiếng dân tộc thiểu số đã triển khai dạy học tại trường phổ thông, tiếng Khmer có quy mô lớn nhất, chiếm gần 56% tổng số trường, gần 70% tổng số học sinh. Việc quan tâm dạy học tiếng dân tộc trong các nhà trường góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế và bảo tồn vốn ngôn ngữ dân tộc. Cùng với định hướng phát triển thu hút đầu tư tập trung vào ngành công nghệ cao, tỉnh Bình Dương cũng rất quan tâm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch để phục vụ trực tiếp cho mục tiêu thu hút đầu tư lĩnh vực bán dẫn trong thời gian tới. Lợi thế của Bình Dương là có nhiều trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Các trường luôn chú trọng đổi mới trang thiết bị dạy và học, nâng cao năng lực về quản lý, tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp, chế tạo. Đặc biệt ở hai trường đại học lớn là Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã có chương trình chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn. VCOMEX đang xây dựng một cái nền tảng dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp ở Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Nền tảng đó không phải để cho riêng VCOMEX và VNPT mà để cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ, doanh nghiệp các nhà đầu tư trong Bình Dương có thể đến đó để xây dựng và thử nghiệm và tiến hành quá trình chuyển đổi của mình. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính đến năm 2030, thế giới cần khoảng 1 triệu lao động cho tất cả các khâu thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử chip. Riêng tại Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư làm việc trong các nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời, sẽ tạo ra 154.000 việc làm gián tiếp, đóng góp 360.000 tỷ đồng vào GDP. Nguồn nhân lực đang là thách thức lớn nhất để thu hút ngành công nghiệp bán dẫn, vì vậy công tác đào tạo được các địa phương chú trọng. Tỉnh Bình Dương có hai trường đại học mà quốc tế nổi tiếng, đó là Trường Quốc tế Miền Đông và Trường Đại học Việt Đức. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với hai cái trường này để đưa vào những chương trình học cụ thể đi sát với nhu cầu của các doanh nghiệp mà cần thiết, chứ không phải chỉ có dạy lý thuyết mà nó phải đi song song với thực hành. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực sẽ là ưu thế để Bình Dương thu hút các đối tác đến đầu tư, phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng bán dẫn. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Malaysia và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới, trong đó có việc gia hạn thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa hai nước thêm 5 năm và cho phép Malaysia xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Đây là kết quả đạt được trong chuyến thăm Malaysia của Thủ tướng Trung Quốc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Lý Cường đã tới Malaysia và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Ibrahim. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký hàng chục thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực, từ kinh tế số tới phát triển xanh, du lịch, viễn thông cùng nhiều lĩnh vực khác. Hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận hợp tác kinh tế thêm 5 năm đến năm 2028, cho phép tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, sản xuất và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết gia hạn thỏa thuận miễn thị thực, vốn sẽ hết hạn trong những tháng tới. Số liệu được công bố mới đây cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 5 đã trở về ngưỡng mục tiêu 2%. Đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm qua, lạm phát ở Anh mới quay trở về mức này. Văn phòng thống kê Anh cho biết, lạm phát ở nước này trong tháng 5 đã về mức thấp hơn con số 2,3% trong tháng 4 và phù hợp với đánh giá của các nhà kinh tế. Đà giảm của lạm phát được thúc đẩy nhờ giá năng lượng hộ gia đình giảm. So với khu vực đồng tiền chung châu Âu hoặc Mỹ, lạm phát ở Anh đang thấp hơn đáng kể. Đây là tin rất tốt cho Thủ tướng Sunak trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, do áp lực giá dưới chuẩn vẫn mạnh, nên Ngân hàng Trung ương Anh khó có thể khởi động chính sách cắt giảm lãi suất ngay, đúng như tuyên bố trước đó của cơ quan này. Cơ quan quản lý lao động bang California, Mỹ đã phạt chuỗi bán lẻ trực tuyến Amazon 5,9 triệu đô la Mỹ do vi phạm luật lao động của bang này. Cụ thể, Amazon đã vi phạm luật hạn ngạch kho bãi được bang California ban hành vào năm 2022,
khi không cung cấp cho người lao động văn bản nêu rõ họ có thể bị kỷ luật nếu không hoàn thành công việc theo thời gian quy định. Tại bang California, luật hạn ngạch kho bãi yêu cầu người sử dụng lao động phải công khai hạn mức năng suất cho nhân viên và cơ quan chính phủ, cũng như phải thông báo rõ hình thức kỷ luật mà người lao động phải đối mặt nếu không đáp ứng hạn ngạch đó. Theo cơ quan quản lý lao động bang California, Amazon đã vi phạm luật này tổng cộng gần 60.000 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Các tổ chức hàng hải quốc tế đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ sau khi con tàu thứ hai bị đánh chìm. Trong tuyên bố chung, các hiệp hội vận tải biển hàng đầu thế giới đã chỉ trích các cuộc tấn công của Houthi, đồng thời kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực bảo vệ các thủy thủ và hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ. Trước đó cùng ngày, lực lượng cứu hộ xác nhận một tàu chở than treo cờ Hy Lạp đã bị chìm. Tàu này bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ hồi tuần trước bằng tên lửa và một chiếc thuyền điều khiển từ xa chở thuốc nổ. Ngoài ra, việc Houthi sử dụng tàu không người lái tấn công cũng đang gây ra nhiều lo ngại, bởi những con tàu này khó bị đánh chặn và có khả năng gây thương vong cao. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 20 tháng 6 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, rải rác có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, rải rác có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.